Xin chào tất cả các em. Hôm nay tuyển sinh 247 sẽ hướng dẫn các em đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực Hồ Chí Minh năm 2024. Lưu ý, tất cả các thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 1, chỉ đăng ký dự thi đợt 2, đăng ký cả hai đợt thi đều phải đăng ký xét tuyển đánh giá năng lực Hồ Chí Minh 2024. Thời gian từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 16 tháng 5. Những thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực Hồ Chí Minh 2024 đợt 2, truy cập YouTube của tuyển sinh247.com để xem chi tiết các bước đăng ký hoặc xem link ở phần mô tả nhé. 4 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đánh giá năng lực Hồ Chí Minh 2024. Bước 1. Đăng ký danh sách nguyện vọng. Bước 2. Thanh toán lệ phí đăng ký nguyện vọng. Bước 3. Kiểm tra tình trạng hồ sơ. Bước 4. In phiếu đăng ký cập nhật lên hệ thống. Sau đây, tuyển sinh 247 sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cho thí sinh. Video được thực hiện bởi tuyển sinh 247 nhằm hỗ trợ các em đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực Hồ Chí Minh 2024. Để có lộ trình ôn thi đánh giá năng lực hiệu quả nhất, các em truy cập trang web on.tuyển sinh247.com để xem chi tiết nhé. Đầu tiên, thí sinh truy cập trang thông tin điện tử của kỳ thi tại địa chỉ thinanglực.vnuhcm.edu.vn, nhập số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và mật khẩu để đăng nhập. Để đăng ký xét tuyển, thí sinh nhấn tạo hồ sơ. Thí sinh chọn thông tin ưu tiên, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. Thí sinh thuộc khu vực nào, đối tượng nào cần chọn chính xác, sau đó nhấn nút lưu thông tin ưu tiên. Thí sinh nhấn nút đăng ký để bắt đầu đăng ký nguyện vọng. Sau đó nhấn thêm nguyện vọng. Thí sinh chọn trường và ngành mà mình muốn xét tuyển. Thí sinh chọn từng nguyện vọng xét tuyển theo từng trường, khoa, phân hiệu, nhấn nút thêm nguyện vọng. Để thêm nguyện vọng khác, nhấn nút thêm nguyện vọng. Lưu ý, trường nào không có trong danh sách thì các em cần đăng ký tại web của trường đó. Mỗi thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Các nguyện vọng này phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Lưu ý, thí sinh muốn thay đổi các nguyện vọng thì nhấn nút hủy bên cạnh và thêm nguyện vọng lại. Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng, nhấn nút sửa hồ sơ. Thí sinh có thể thêm nguyện vọng, đổi ngành hoặc hủy ngành đó. Lưu ý, sau khi thanh toán không xóa được nguyện vọng, thí sinh được thay đổi thứ tự nguyện vọng, được thêm nguyện vọng. Cần cân nhắc kỹ các nguyện vọng trước khi thanh toán. Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh tiến hành thanh toán lệ phí. Thí sinh nhấn nút thanh toán, rồi nhấn nút nhấn chọn phương thức. Thí sinh chọn một trong 4 phương thức thanh toán qua ví điện tử sau để nhận thông tin thanh toán: ví Viettel Money, ví điện tử Foxpay, ví Momo hoặc ví PayU. Thí sinh kiểm tra thông tin thanh toán rồi nhấn nút xác nhận. Tuyển sinh 247 chọn phương thức thanh toán qua ví Momo như sau. Thí sinh đăng nhập vào app Momo, quét mã QR trên hình đăng khoanh đỏ. App Momo sẽ hiển thị hóa đơn Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thí sinh nhập thông tin căn cước công dân và nhấn tiếp tục để tra cứu khoản phí. Kiểm tra thông tin các khoản phí cần đóng và nhấn thanh toán. Kiểm tra, chọn một trong các nguồn tiền thanh toán: ví Momo, ví trả sau, thẻ ATM, thẻ tín dụng đã liên kết và nhấn xác nhận. Kết thúc giao dịch. Sau khi thanh toán, thí sinh sẽ kiểm tra tình trạng thanh toán bằng cách nhấn thanh toán và xem tình trạng hồ sơ. Trường hợp thí sinh đã đóng lệ phí qua ví điện tử mà tình trạng hồ sơ vẫn hiển thị thông tin chưa thanh toán, thí sinh cần liên hệ các số hotline hoặc email về thinanglực@vnuhcm.edu.vn để được hướng dẫn. Để hồ sơ được xem là hợp lệ, thí sinh cần làm đầy đủ các bước và việc xác nhận đã thanh toán trên trang thông tin điện tử cần được hoàn tất trước ngày 17 tháng 5 năm 2024. Để in phiếu xét tuyển, thí sinh chọn nút Hồ sơ xét tuyển. Thí sinh chọn In phiếu. Thí sinh sẽ in phiếu, ký và ghi rõ họ tên trên phiếu rồi cập nhật ảnh phiếu đăng ký xét tuyển lên hệ thống. Lưu ý, các nguyện vọng chỉ trong một trang, chỉ cần cập nhật hình trang 1. Thí sinh không cần nộp hồ sơ giấy, phiếu đăng ký xét tuyển mà chỉ cần cập nhật hình phiếu đăng ký xét tuyển đã ký tên lên hệ thống và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản mềm phiếu trên hệ thống. Sau mỗi lần điều chỉnh, thí sinh cần in phiếu, ký và up lại lên hệ thống. Phiếu đăng ký xét tuyển bản gốc, bản giấy có ký tên sẽ được nộp khi thí sinh trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại đơn vị của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh mà thí sinh trúng tuyển. Nếu thí sinh không cập nhật hình ảnh phiếu đăng ký xét tuyển đã ký tên lên hệ thống thì xem như hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các đơn vị có xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Chúc các em đăng ký nguyện vọng xét tuyển đánh giá năng lực Hồ Chí Minh 2024 thành công!